Nhất tâm phụng thỉnh quy Phật Bổ Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Đức Phật Đương Lai Di Lặc Như Lai cùng Phật Pháp tỳ kheo khắp pháp giới. Nhất tâm phụng thỉnh quy Bổ Tôn A Di Đà Như Lai cùng Quảng Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ở quốc độ Cực Lạc. Nhất tâm phụng thỉnh quy Đại Bi Đại Nguyện Đại Định Đại Lực Địa Tạng Bồ Tát cùng Bồ Tát Duyên Giác khắp thanh văn khắp pháp giới. Con đệ tử nguyện hoàng anh cầu siêu cho chúng sanh khắp pháp giới, cầu an cho gia đình quyền thuộc của con. Cầu nguyện cho bản thân, người thân, kẻ thù trong đời này và bao nhiêu kiếp khác, cho hết thảy tăng ni Phật tử, cho mọi loài mọi người mà lễ bái tùng trì kính Địa Tạng Bồ Nguyện. Ngược nguyện tám bảo vô thường Địa Tạng Bồ Tát chứng minh nghiệp thọ hộ trì cho con, làm cho người còn kẻ mất được siêu thoát, điều được á lạc. Kính lạy Đức Bổn Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Đức Phật Đương Lai Di Lặc Như Lai cùng hết thảy Phật Như Lai trong pháp hội tuyên thuyết kính Địa Tạng và trong thì hiện tại khắp các quốc độ mười phương. Kính lạy Đức Sư Tử Phận Tận Cục Túc Vạn Hành Như Lai, Đức Giác Hoa Định Từ Tài Vương Như Lai, Đức Nhất Thiệt Trị Thành Tựu Như Lai, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai cùng hết thảy Phật Như Lai trong quá khứ khắp quốc độ mười phương. Kính lạy Đức Vô Biên Thân Như Lai, Đức Bảo Tánh Như Lai, Nhất Ba Đầu Ma Thẳng Như Lai, Đức Sư Tử Hồng Như Lai, Đức Bảo Thẳng Như Lai, Đức Bảo Tượng Như Lai, Đức Ca Sa Tràng Như Lai, Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai, Đức Tình Nguyệt Như Lai, Đức Sơn Vương Như Lai, Đức Trị Thẳng Như Lai, Đức Tình Danh Vương Như Lai, Đức Trị Thẳng Thành Tựu Như Lai, Đức Vô Thường Như Lai, Đức Diệu Thánh Như Lai, Đức Mạn Nguyệt Như Lai, Đức Nguyệt Diện Như Lai cùng Phật Pháp Như cùng với Phật Như Lai khắp lai nhiều đến số lượng không thể nói hết. Kính lạy Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, Đức Thi Khỉ Như Lai, Đức Tỳ Xá Phù Như Lai, Đức Câu Lưu Tôn Như Lai, Đức Câu Na Hàm Mô Ni Như Lai, Đức Ca Diệt Như Lai, Đức Thích Ca Mô Ni Như Lai cùng Đức Di Lặc Như Lai cùng hết thảy Phật Như Lai trong ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai ở quốc độ Sa Bà. Kính lạy Vô Tưởng Như Lai cùng hết thảy chư Phật Như Lai trong thì hiện tại, vị lai ở khắp quốc độ mười phương. Kính lạy Vãng Phù Sư Lợi Bồ Tát, Tài Thủ Bồ Tát, Định Từ Tài Vương Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quảng Thế Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát cùng hết thảy Bồ Tát ở quốc độ Sa Bà và quốc độ khắp mười phương. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ, đại bi, đại nguyện, đại định, đại lực được Phật đem chúng sanh vị thác. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ, đại bi, đại nguyện, đại định, đại lực thì hiện tưởng xuất gia và hộ trì cho người xuất gia, tiếp nối dòng dũng tám bảo, làm cho giải pháp của người xuất gia, làm cho chánh pháp được giải thoát, làm cho toàn bộ giải thoát của toàn bộ Phật pháp. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ, đại bi, đại nguyện, đại định tế độ chúng đệ tử của Phật bằng cách tăng trưởng bạch pháp, tăng trưởng giải thoát, tăng trưởng cây trái thực phẩm dược phẩm, tăng trưởng đất nước gió lửa, làm cho dòng giống tám bảo trường tồn rực rỡ uy đức. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ, đại bi, đại nguyện, đại định đại lực tế độ chúng sanh bằng cách giữ gìn cõi nước to lớn, làm cho cây trái thực phẩm dược phẩm được đầy đủ chất lượng để chúng sinh tùy ý hưởng dụng. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ, đại bi, đại nguyện, đại định phân hóa không biên cương, làm cho đủ loài đủ giống, làm cho cảnh vật và lợi ích khắp cả ai cũng được độ thoát. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ, đại bi, đại nguyện, đại định ứng hóa khắp nơi, đặc biệt ứng trong địa ngục hoặc châu diêm phù, hoặc quốc độ có Phật xuất hiện, hoặc trong những quốc độ có Phật xuất hiện những thuộc thời kỳ ngũ trược tam tai, thời kỳ khoảng thừa giữa hai Đức Phật. Kính lạy Đức
Địa bàn. Vì đại sĩ đại bi đại nguyện đại đình đại lực ích lợi cho tất cả tạo tác nguyên nhân cùng hưởng chịu kết quả cho những kẻ còn người mất người lúc sinh lúc chết làm thành hiểu đạo cho những người con hiểu hành. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ đại bi đại nguyện đại đình đại lực tiến tịch tinh tận hơn các vị Bồ Tát Phó Thầy sở cầu như pháp của tất cả những người chỉ tâm xưng nguyện sám hối. Đệ tử của con thấy được thân người những lại tách rời chẳng tính chẳng kiến, tách rời chỗ tốt thời tốt, không biết tùy hỷ không quấn giới luật xuất phàm các vị xuất gia trợ ngài chẳng pháp được giải thoát. Từ phóng đại thừa thị bản thanh văn lời dùng xuất gia phá người xuất gia y thể kỳ tuyền phá tánh thanh tình phá mọi chẳng pháp của cả tám thừa, từ gây vô số tội ác từ tạo vô lượng khổ báo. Ngày nay chúng con lòng rất sợ hãi phát bồ sám hối dứt sự tấn tục chân thành tùy hỷ công đức của người nỗ lực đền chỉ tu tập bạch pháp học đài bí nguyện tập đài tính tấn tuân thủ giới pháp hộ trì tám bảo hộ trì chánh pháp tuân thủ giải thoát làm cho dòng giống tám bảo vô thường tồn tại lâu dài rực rỡ ý đức. Nguyện nguyên chư Phật đại từ đại tôn ngưỡng mong Địa Tạng định lực đại sĩ từ bi nhập thọ hộ trì làm cho chúng con thường được gặp thiền hữu chừa lỗi phá giới bỏ lỗi phá pháp tình trừ khắc nghiệp siêu thoát u minh hiến cung tám bảo phục vụ Phật pháp. Nguyện tất cả người còn kẻ mất ước mong người thân kẻ thù đồng được siêu thoát đồng được an lạc thể hiện từ tâm hy xả với nhau đời đời kiếp kiếp không rời cả bạn cùng nhau trở thành bà con Phật pháp cùng nhau đạt đến trí huệ vô thường. Kính lạy Đức Phật Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Đức Đương Lai Di Lặc Như Lai cùng Phật pháp tỳ kheo trong khắp pháp giới. Kính lạy Đức Phật Bồ Tát A Di Đà Như Lai cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải, chúng Bồ Tát ở quốc độ Cực Lạc. Kính lạy Đức Địa Tạng vì đại sĩ đại bi đại nguyện đại định đại lực Địa Tạng Bồ Tát duyên giác khắp thanh văn khắp pháp giới. Lạy đấng tám giới nãy đến quý màng người phúng Phật nãy có nguyện đến thọ trì kính Địa Tạng tiến đền muốn ơn nặng dưới củ khổ tám đồ. Nếu có kẻ thấy người nghe điều pháp Bồ Đề Tông đem một mẫu thân này sánh vào cõi Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem kính này tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông trên cung trời đã lợi. Phật hiện thần thông ta nghe như vậy một thuở nọ tại cung trời đã lợi. Đức Phật vì thánh mẫu mà việc pháp, lúc đó có bất khả thuyết chư Phật và Đại Bồ Tát trong thế giới ở mười phương đều hội họp đồng khen ngợi rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong đời ác ngũ trược hiện đại trị về thần thống chẳng thể nghĩ bàn, điều phục chúng sanh cán cường làm cho chúng nó biết pháp khổ pháp vui. Nghe xong Đức Phật điều thái thị giả tỉnh thống Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng thác trăm nghìn mấy sáng rực rỡ như vừng mấy sáng rực rỡ đầy đủ, vầng mấy sáng rực rỡ đài từ bi, vừng mấy sáng rực rỡ đài trí huệ, vừng mấy sáng rực rỡ đài bát nhã, vừng mấy sáng rực rỡ đài tám muội, vừng mấy sáng rực rỡ đài kiết tường, vừng mấy sáng rực rỡ đài phước đức, vừng mấy sáng rực rỡ đài công đức, vừng mấy sáng rực rỡ đài quý y, vừng mấy sáng rực rỡ đài tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vừng mấy sáng rực rỡ như thế rồi lại phát ra những tiếng ví diệu như tiếng bố thí đồ, tiếng trì giới đồ, tiếng nhật nhục đồ, tiếng tính tận đồ, tiếng thiên đình đồ, tiếng bát nhã đồ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xa, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí về, tiếng sức tự hống, tiếng đài sức tự hống, tiếng mấy sấm lớn, trời rồng hồi họp.
Đức Phật phạt ra bất hạnh thiện tính vi diệu xong rồi, phạt vô lượng ức trời rồng quỷ thần, cấm cõi Ta Bà và cõi nước phấn khát đến hồi họp nơi cung trời đã lời. Như trời Tử Thiên Vương, trời đã lời, trời Tú Diện Ma, trời Đấu Xuất La, trời Hỏa Lạc, trời Há Hỏa Tự Tài, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phu, trời Đại Phạm, trời Thiệu Quán, trời Vô Lượng Quán, trời Quán Âm, trời Thiệu Tình, trời Vô Lượng Tình, trời Những Tình, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quả Quả, trời Nhiễm Sức, trời Vô Lượng Nhiễm Sức, trời Nhiễm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tường, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiền Kiến, trời Thiền Hiền, trời Sắc Ngũ Cảnh, trời Ma Đế Thục La, cho đến trời Phí Tượng, phí tượng sử, tất cả thiên chúng, lắm chúng cùng quy thần đều hồi họp. Lại cả các thần ở cõi nước Tá Bà và cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sóng trăm, thần lỗ mà, thần trụ ngày, thần trụ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần trụ ăn uống, thần cỏ cây, các vị thần đến hồi họp. Lại có đại lực quỷ vương ở cõi Tá Bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đàm huyết quỷ vương, đàm tấn khí quỷ vương, đàm thái nọn quỷ vương, hành bồng quỷ vương, nhập độc quỷ vương, từ tấm quỷ vương, phước lời quỷ vương, đại ải quỷ quỷ vương, các quỷ vương như thế đều hồi họp. Đức Phật phát khởi: bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Bán Thù xứ lời Phật Vô Tự Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả các Phật Bồ Tát trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này cùng ở thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, điều đến hồi họp nơi cung trời đã lời này, ông biết số mục là bao nhiêu chăng? Đức Phật: ngài Bán Thù xứ lời bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu con dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết được là số bao nhiêu. Đức Phật bảo với ngài Bán Thù xứ lời rằng: hiện ta dùng Phật nhãn xem xét còn không đếm xiết số thánh phàm này, điều ngài của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ cuộc kiếp lâu xa đến nay đã đồ, đương đồ, hoặc đạt thành tựu, hoặc đương thành tựu, hoặc chưa thành tựu. Ngài Bán Thù xứ lời bạch với Đức Phật rằng: từ kiếp lâu xa trước đến nay, con tu căn lành để chứng đằng trí về bố ngài, nghe lời Đức Phật nói, thời liền tín nhận, còn hàng tiệp quả thánh văn tám bồ chúng trời rồng, những chúng sanh trong đời sau dẫu nghe thành thật của Như Lai, các sanh lòng nghi ngờ, dẫu họ lại vẫn đi nữa cũng không khỏi bị bản. Quỷ máu Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà được thành tựu không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo với ngài Bán Thù xứ lời rằng: ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trong cõi tám thiên đại thiên thế giới, cứ một vật là một sông Hằng, cứ số cát trong một sông Hằng, một hạt cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước đấy cứ một hạt bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem là kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay còn lâu hơn số tỷ dù ở trên, huống hồ là ngài Địa Tạng Bồ Tát ở thuộc Phật Thánh Văn và Bích Chí Phật. Này Quán Thù xứ lời, quả thân thề nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau có tráng thiền nam, người thiền nữ nào nghe danh từ ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khẽ ngời, hoặc chiếm ngược, vãi lầy, hoặc xứng danh hiệu, hoặc cúng dường, dẫn đến vẻ đắp sơn hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người ấy được 100 lần xứng lên cõi trời đáo lời, vĩnh viễn không còn xá đọa vào chốn ác đạo nữa. Trục giả tự phát nguyện: này Bán Thù xứ lời, trải qua bất khả thuyết lâu xa về trước, tiền thân ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trục giả tự, trong thời đó có Đức Phật hiệu là xứ tự phận tận cung túc vạn hành Như Lai trục giả tự. Thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nhìn Phật trang nghiêm mới hỏi với Đức Phật: tu hành nguyện gì mà đạt được tốt đẹp như thế? Khi ấy Đức Sư Tử phận tận cung túc vạn hành Như Lai bảo trực giác tự rằng: muốn chứng được thân tượng tốt đẹp này cần phải trải qua một thời gian lâu xa đổ của tất cả chúng sanh bị tội khổ. Này Bán Thù xứ lời, trực giác tự đó nghe xong liền phát nguyện: từ nay đến tột không thể kể tiếp đời sau, vì chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giải bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả,
rồi từ hắn thôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi trước đức sứ tự phận tận cung túc vạn hành Như Lai, ngài đã lập nguyện rộng lớn đó. Đến nay trải qua trăm nghìn muôn ức vô số kiếp bất khả thuyết, ngài được ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát. Bờ lá môn của mẹ lại bất khả tư nghị vô số kiếp về trước có đức Phật hiệu là Giác Hoa Đình Từ Tài Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời Tường Pháp có một người con gái dòng dõi Bờ Lá Môn. Người này nhiều đời chữa phước đức sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng nằm ngồi chứ tiến theo hồ về, bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh chê nói tám bạo. Hồi ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyến mục bà mẹ hầu làm cho bà mẹ sánh chánh kiến, nhưng bà mẹ người chưa tiến hành, chẳng bao lâu bà mẹ người chết, thần hồn đọa vào vô giảng địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ mình còn sống không tính nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp mà sánh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng đem cúng dường tại các chùa tháp thờ đức Giác Hoa Đình Từ Tài Vương Như Lai. Trong một chùa kia thấy hình tượng đức Phật Giác Hoa Đình Từ Tài Vương đắp vẽ một cách đầy đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiếm bãi tường đức Phật mà lòng sắm kính ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng đức Phật là đấng đại giả đầy đủ tất cả trí về. Nếu đức Phật còn trụ ở đời thì mẹ tối quốc tối đến bạch hỏi đức Phật chắc cũng rõ mẹ tối sắm được chỗ nào. Nghĩ đến đó đức Phật buồn tủi rễ lệ chấm chấm nhìn Như Lai mà lòng bộc quyến luyến mãi. Bỗng trên hư không có thánh nữ có tiếng bảo rằng: Thánh nữ đứa khóc kia thôi đừng có bi ai lắm nữa, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà phải rằng: Đức thần nào đó mà dạy được lòng sầu lo cho tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết khỏi cho rõ mẹ tôi thả sanh ở chỗ nào. Trên hư không là tiếng bảo với thánh nữ rằng: Ta là đức Phật Giác Hoa Đình Từ Tài Vương Như Lai mà ngươi đang chiếm bà đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trồi hơn người thường tình nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu, tay chân mình mệt đều tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng với hư không rằng: Cuối xong cuối xin đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thạc sanh của mẹ con, nay thân tấm con sắp chết mất. Đức Phật bảo đức Giác Hoa Đình Từ Tài Vương Như Lai bảo với thánh nữ rằng: Cúng dường xong ngươi mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng đến danh hiệu ta, thời ngươi biết chỗ thạc sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu đức Giác Hoa Đình Từ Tài Vương Như Lai. Trải qua suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình ở một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục cùng nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên biển, chạy rạo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trái cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, hoặc chìm hoặc nổi trong biển, hoặc bị các thú dữ giành nhau ăn thịt, hoặc thấy quỷ giả xoa hình thù đều là lùng, hoặc nhiều tay, hoặc nhiều mắt, hoặc nhiều đầu, hoặc nhiều răng chìa ra bên ngoài, đèn nhọn như đừa gươm lùa những người tồi gần thú dữ, rồi chụp bắt đầu người tồi, cũng quắc đầu người tồi, hình trạng chặt mũi nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhớ nhờ sức niệm Phật tự nhiên không tính sợ. Có một vị phương tên là Vô Độc cúi đầu những tiếp mà hỏi thánh nữ rằng: Hãy thấy Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chỗ này? Thánh nữ hỏi vị vương Vô Độc rằng: Đây là chỗ nào? Đức Phật vô quả quý vương Vô Độc đáp rằng: Đây là tầng biển thứ nhất của phía tây đài núi Thiệt Di. Thánh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiệt Di có địa ngục, việc ấy có thiệt chăng? Vô Độc đáp rằng: Thiệt là có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: Nay làm sao biết được chỗ địa ngục đó? Nay tôi làm sao có thể đến được chỗ địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải quái thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều kiện này ắt không bao giờ đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: Duyên sở vì sao nước trong biển lại sôi sùng sục như thế, lại có người cùng người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: Những người ở trong biển này
là những kẻ bào tạc ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không có người kế từ để làm công đức hầu phụ vợ khổ nào cho, lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế cứ theo nghiệp ác mà họ gây tạo, cảm lấy quả báo ở khổ nơi địa ngục. Tự nhiên lội qua cái biển này, khách ở biển này muốn gió tầm. Ở phía đông lại có một cái biển nữa, nhưng sự thống khổ đó gấp bội biển này. Phía đông cái biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ lại càng tồi hơn. Đó là do nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vừa ra đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi với quỷ vương Vô Độc rằng, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng, trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến trăm nghìn, số mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn, thời có 18 chỗ, kể đến có 500 chỗ, không lường được sự thống khổ, kể đến có 1000 cũng không đầy lường sự thống khổ. Thánh nữ hỏi với quỷ vương rằng, thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không lọt thần hồn người xá đọa vào chỗ nào? Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu Bồ Tát còn sống bé làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chế ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc thời chấm chánh pháp xong rồi chẳng tính, dẫu khuất không bao lâu mà chẳng rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng, thân mẫu Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu và thân phụ tôi đều là dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiểu là Thi La Tiền Kiến, thân mẫu tôi hiểu là Duyệt Đệ Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng buồn thương nhớ buồn rầu lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đệ Lợi được sanh đến cõi trời nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cũng dường chùa tháp thờ đức giác hoa viên từ tài vương Như Lai, chẳng chịu yên thân mẫu Bồ Tát thoát khỏi địa ngục, mà ngay cả tội nhân vô giảng đều được vui vẻ cả, đồng được thả sáng cả. Nói xong vị vương chắp tay chào thánh nữ mà lui ra. Bây giờ thánh nữ Chiêm Bao chợt tình biết rõ việc đó, đèn đối trước tháp tường đức giác hoa viên từ tài vương Như Lai, phát thề nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì lai những chúng sanh mắc tội khổ, tôi lập nhiều phương trước làm cho chúng nó được giải thoát. Đức Phật bảo với bán thù xứ lợi rằng, quỷ vương Vô Độc trước đó chính là ông Tài Thuộc Bồ Tát, còn thánh nữ Bờ La Môn chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đấy vậy. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.